Xin chào cô chú anh chị và các bạn ơi. Ta đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của em Nhi ha. Em Nhi lên xả hết cái lô mai cho mình lại những học tầm mini nhỏ nhỏ này cho cô chú anh chị mình sưu tầm mình cho Tết 2025 hoặc mình lấy bo ghép với cô chú anh chị ha. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình đó ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn Nhi ha. Để Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi anh chào Nhi ha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trả lời kênh xin lưu cô chú anh chị luôn mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em ạ. Cho clip hôm nay mã số 1H nha cô chú anh chị là một cây siêu bông mình lại nha. Rồi. Quanh 12. Cao 39 tới ngang 45. Rồi này em cũng để cô chú anh chị gần xa mình xả luôn nha, 150 thôi. Rồi, để thế ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2H cũng là cây siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Rồi. Quanh được 12, cao 37 tới ngang được 43. Rồi, cái này em cũng xả để cô chú anh chị cũng 150 nha. Rồi, thở cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3H nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc tòn em. Dạ, một cái nhị ngọc tòn. Đây, cái tàn cũng dễ thương ha. Thân lắc nè cô chú anh chị. Quá trời dễ thương. Quanh được 13, rồi. Cao 35 tới ngang 43. Rồi, cái này em cũng để cô chú anh chị gần xa mình dán 150 luôn nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4H nha cô chú anh chị. Rồi. À, một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi, cái tàn quá trời đẹp ha. Dạ, tàn bự lắm. Quanh được 11, cao 39 tới ngang 45. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 1.4 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5H nha cô chú anh chị. À, một cây siêu bông mình lợi nữa. Cái tàn của chú anh chị ha, cũ đế khó luôn. Đủ có trơn, ngày Tết nay chị Tết thoải mái luôn. Quanh 13, cao 38 tới ngang được 39. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 thôi ạ. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6H cô chú anh chị. Rồi, một cây siêu bông mình lại nha. Cái tàn xum xê luôn cô chú anh chị ha. Cái này giá được 3 bo cô chú anh chị. Quanh được 10. Rồi. Cao 34 tới ngang được 38. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 thôi ạ. Rồi, 150 ngàn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 7H. 7H. Một cây nhị ngọc tòn nha. Rồi. Xung số anh em. Quanh là mình được 12, cao 33, cái này mình được 32. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 120 ngàn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 8H. Một cây nhị ngọc tòn nha. Tàn xung lắm nha cô chú anh chị. Rồi, xung số anh em. Quanh mình được 12. Rồi. Cao 38, cái này được 50. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 170 ngàn thôi ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9H. Một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi. Quanh được 11, cao 34, tới ngang 34. Rồi cái này em để cô chú anh chị 140 luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 10H. 10H một cái siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi. Quanh 11, cao 36 tới ngang 35. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 nha cô chú anh chị. Dạ. Này cuối clip không cho em. Dạ, đây cũng đây cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Xin một cái nóng hổm nha. Em xin chào và gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào rất hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.